Xin chào các bạn đã trở lại với kênh Coin68 TV. Thì trong video ngày hôm nay, mình sẽ cùng với các bạn đi nghiên cứu về một dự án đang rất hot trong thời gian qua với token đã X9 chỉ trong vòng 1 năm. Thì với những gì mà dự án này đang xây dựng cộng với việc là hot trend về blockchain gaming đang trở lại và có xu hướng được kéo dài, thì những gì mà nền tảng này đang xây dựng chắc chắn sẽ là một dự án rất đáng để các bạn theo dõi. Nào, cùng khám phá cùng mình nhé. Dự án mà mình đang muốn nói đến ngày hôm nay thì như anh em có thể thấy trên màn hình đó là Chromia với token là CHR. Thì không biết là anh em có làm quen với cái dự án này chưa. Nếu chưa mà anh em là lần đầu tiên á mà nghe tới cái dự án này á, thì anh em có thể nhớ tới một cái tên rất là nổi tiếng trong thời gian gần đây, đó chính là My Neighbor Alice, cũng là một dự án được hình thành trên nền tảng của Chromia đó. Vậy thì khi mà mình đánh giá một cái dự án thì điều đầu tiên chúng ta cần tìm hiểu dự án này là gì và đang muốn giải quyết vấn đề gì. Right. Thì Chromia được xây dựng như là một blockchain giữ vai trò trong việc hỗ trợ cái hợp đồng thông minh. Thì anh em có thể hiểu nôm na là những người đứng sau dự án này muốn tạo điều kiện cho những ai cũng có thể khởi tạo một ứng dụng phi tập trung hay còn gọi là dApp và tiếp cận với công nghệ blockchain theo một cái hướng dễ dàng hơn và dễ tiếp cận hơn cho những người mới. Ok, vậy thì bây giờ mình sẽ đi tìm hiểu sâu hơn về dự án của Chromia. Thì với tham vọng giải quyết vấn đề của cả hai phía là bao gồm lập trình viên, đội ngũ developers và người dùng, thì Chromia đã làm như thế nào? Thì để giải thích một cách chuyên sâu về kỹ thuật mà Chromia vận hành á, thì chắc nhiều anh em sẽ cảm thấy khó hiểu. Vậy nên trong phần này mình chỉ điểm qua một số nét chính của hệ thống blockchain Chromia thôi. Còn anh em nào muốn tìm hiểu sâu hơn á, thì anh em có thể sẽ tìm kiếm vào cái link tài liệu mà mình sẽ để dưới phần mô tả của cái video này ha. Thì trong đội ngũ của Chromia thì họ không chỉ là một blockchain nền tảng mà là sự kết hợp giữa blockchain và database cơ sở dữ liệu. Thì Chromia là tích hợp với framework của Postchain của Chromaway để kết hợp với database của SQL, thì kết quả là tạo ra một cái nền tảng blockchain với các tính năng đầu tiên chúng ta có thể thấy đó là tốc độ giao dịch rất là cao. Rất nhiều blockchain đã xử lý vấn đề này rồi, nhưng mà Chromia này á, dùng thuật toán đồng thuận Byzantine, thì đại khái nó giống như với Proof of Work nhưng mà được cải tiến theo cách của Chromia. Thì cái đặc biệt thứ hai là khả năng mở rộng. Thì các bạn có thể thấy là blockchain hiện tại gặp rất nhiều vấn đề trong việc mở rộng. Thì giống như Axie chẳng hạn, thì họ phải mở rộng ra sidechain Ronin bên cạnh là nền tảng Ethereum để tối ưu hóa tốc độ xử lý. Chromia cũng tương tự như vậy, thì mỗi dự án sẽ được xây dựng trên một sidechain riêng ngay từ đầu. Vậy nên giúp cho các giao dịch trên mỗi dApp sẽ rất nhanh, thì nó lên tới 500 TPS. Thì như vậy tốc độ chung trên toàn hệ thống gồm nhiều dApp cũng vậy là không giới hạn. Giảm phí giao dịch cũng là một mục tiêu mà Chromia đang hướng đến, và anh em chắc cũng đã từng trải nghiệm phí giao dịch gọi là rất cao, gọi là phí gas rất mạnh trên Ethereum rồi, đúng không anh em? Ok, so vậy thì Chromia có gì khác biệt so với những nền tảng blockchain gaming còn lại? Thì Chromia trở nên khác biệt với tất cả những nền tảng khác là ở chỗ nó đã cho phép trò chơi trực tuyến kết nối với rất nhiều người chơi, hay còn gọi là MMOG. Thì điều này đặc biệt cần thiết với xu hướng phát triển game trên blockchain hiện nay. Thì game blockchain hiện tại vẫn còn rất nhiều hạn chế trong việc tương tác giữa những người chơi. Thì phần lớn các game hiện tại thì chỉ là tương tác 1v1 hoặc chỉ là tương tác giữa các tài sản trong tài khoản của mình. Lấy ví dụ như là chúng ta có thể mua đất nè, hay là sắm sửa những đồ đạc trong nhà thôi. Thì đặc biệt là sau cú hích rất là nổi tiếng trong thời gian gần đây với Axie Infinity, thì khiến cho ngày càng có nhiều người quan tâm đến blockchain gaming. Và với một nền tảng cùng tư duy thiết kế đã được chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy, thì chúng ta có thể kỳ vọng rằng làn sóng game trên blockchain sắp tới sẽ là cực kỳ tích cực cho sự phát triển của Chromia. Thì tại vì sao? Thì các bạn có thể hình dung đơn giản như thế này nè, là một blockchain thông thường chỉ có chức năng cơ bản là lưu trữ dữ liệu giao dịch. Thế nhưng là Chromia là có thể lưu trữ toàn bộ thế giới trò chơi với dung lượng IO là bao gồm input và output lên đến hơn 100.000 đơn vị và được đọc mỗi giây. Thì đặc điểm này hoàn toàn phù hợp để cho các nền tảng game phát triển trên Chromia. Anh em có thể xem qua những sự kiện lớn gần đây của Chromia trên màn hình của chúng ta nhé, thì có thể team đang rất là tích cực trong việc mở rộng hệ sinh thái của mình ra nhiều hướng bằng việc là partner với các dự án ví hay các nền tảng NFT.
Được rồi, thì anh em nào từng đọc nhiều về dự án blockchain chắc cũng thấy tầm quan trọng của đội ngũ dự án. Thì một dự án á, mà gọi là vẽ ra một cái bánh vẽ hay một cái viễn cảnh đẹp đến bao nhiêu á, mô hình hay đến bao nhiêu mà không đủ sức thực hiện á, thì cũng gọi là như toàn, đúng không anh em? Thì Chromia được phát triển bởi nhà sáng lập của Chromaway, hoạt động từ năm 2014 và đã có một số những thành công nhất định trên thị trường blockchain. Thì giám đốc điều hành ông Henrik Jaute là giám đốc và đồng sáng lập của Chromaway, thì có kinh nghiệm về phát triển các dự án liên quan đến blockchain dành cho tài chính và chính phủ. Thì năm 2012 ông đã tạo ra dự án Color Coins với mang tính cách mạng dùng Bitcoin cho các giao dịch tài sản bao gồm vàng, tiền pháp định và nhà đất. Thì LinkedIn của ông này sẽ được đặt ở đây. Thì giám đốc vận hành là ông Or Perelman, cũng có nhiều kinh nghiệm về blockchain cũng như là có nhiều kinh nghiệm trong thị trường. Thì khởi điểm vào năm 2011 với sản phẩm tên là SafeBit. Thì đây là một ví lưu trữ và nền tảng dành cho cái tài sản crypto. Ông cũng là đồng sáng lập của Color Coins, cũng giống như ông giám đốc điều hành và là giám đốc marketing của ứng dụng crypto BitBlue. Thì ở dưới đây thì mình cũng sẽ tìm thấy ông này và cái LinkedIn của ông. Rồi, nhìn chung thì có thể thấy đội ngũ phát triển Chromia có khá nhiều kinh nghiệm về mặt kỹ thuật. Điều này cực kỳ quan trọng cho một dự án thiên về nền tảng như là Chromia. Và được rồi, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đến với cái phần mà các anh em chắc có lẽ là quan tâm nhất. Thì đó là token CHR và token này có vai trò gì trong cái hệ sinh thái cũng như tiềm năng tăng trưởng như thế nào trong thời gian sắp tới ha. Ok, thì về vai trò của token Chromia, hay còn gọi với tên tắt là CHR, là token của nền tảng Chromia. Thì CHR hoạt động tương tự như phí gas trong mạng blockchain Ethereum. Thì như vậy nó được sử dụng để thanh toán phí gas ở trên chính nền tảng của Chromia, thưởng cho đội ngũ tham gia xác nhận giao dịch và duy trì sự vận hành chung của mạng lưới. Thì và tất nhiên cũng giống như nhiều token khác á, thì CHR còn được nhiều người chơi sử dụng để staking nè. Các bạn có thể vào thẳng website của Chromia để stake trên nền tảng này. Người chơi khi đó có cơ hội thu nhận thêm những token mới. Thì bên cạnh đó họ cũng đã tham gia vào quá trình bảo mật cho hệ thống nè, kiếm thêm thu nhập theo cách thụ động thì bằng việc stake CHR. Thì nguồn cung tối đa của mã thông báo này là 1 tỷ CHR và trong đó lượng token đang lưu hành trên thị trường hiện nay. Như anh em có thể thấy ở đây. Ok, thì về mặt phân phối token á, thì như anh em có thể thấy trong cái biểu đồ này ở đây, thì các đợt mở bán cũng ở đây. Thì anh em có thể check trên trang của Binance Research và trang web của dự án để tìm ra những cái phân phối về token nhé. Rồi, thì đợt mở bán private sale của Chromia được thực hiện từ ngày 1 tháng 5 cho đến ngày 20 tháng 8 của năm 2018. Thì với giá thời điểm đó là 0,05 đô trên 1 CHR. Đợt mở bán public sale thì diễn ra vào ngày 28 tháng 5 năm 2019 thông qua KuCoin, thì cũng có giá là 0,05 đô trên 1 Chromia. Thì như vậy anh em có thể thấy là nếu so với mức giá đỉnh là 0,5 đô vào tầm tháng 3 năm 2021 thì CHR đã tăng gấp 10 lần so với giá public sale. Nếu các bạn có thể muốn thảo luận thêm về dự án này thì có thể tham gia cộng đồng FOMO Sapiens và 68 Trading của Coin 68. Thì đường link mình sẽ để trong phần miêu tả của video để anh em có thể tham gia và thảo luận cùng với những anh em khác trong group cũng có những chung những niềm đam mê nhé. Ok, so Chromia đang được ứng dụng trong khá nhiều lĩnh vực, thì từ game cho đến tài chính DeFi, và nền tảng này đã giúp đưa công nghệ blockchain đến gần với đời sống thực tế hơn của chúng ta. Ok, đầu tiên phải kể đến là cái blockchain gaming này được xây dựng trên nền tảng này. Sau hiệu ứng của Axie Infinity thì dòng tiền đổ vào game mà xây dựng trên nền tảng blockchain á là đang có dấu hiệu tăng trưởng rõ rệt, và Chromia chắc chắn sẽ được hưởng lợi từ đó. Và cái hay của Chromia là họ xây dựng được một hệ sinh thái game. Thì như anh em có thể thấy trên website thì đây là 4 game hiện có của nền tảng Chromia. Điều đặc biệt là bạn có thể bán token qua lại giữa các game này. Và điểm làm nên một hệ sinh thái mạnh là các thành phần trong hệ sinh thái có thể bổ trợ cho nhau rất là khăng khít. Ok. Và điều này thì trước mắt Chromia đã được xây dựng nên, đặc biệt là một game đang cực hot trong hệ sinh thái trong thời gian gần đây, và kể ra cái tên này thì chắc anh em ai cũng biết, đó chính là My Neighbor Alice. Và My Neighbor Alice là một game cực kỳ hot, thì cho thấy sức hút của dự án này, và đây nhiều khả năng sẽ là con át chủ bài của hệ thống Chromia và trong làn sóng blockchain gaming trong thời gian sắp tới. Ok, được rồi, thì nói dông nói dài thì chúng ta cũng phải tóm gọn lại. Vậy thì rốt cuộc á, là chúng ta có nên đầu tư vào Chromia hay là đồng token CHR hay không? Thì cái này thì bạn phải tự nghiên cứu và đưa ra quyết định thôi. Với những thông tin mà Coin68 tổng hợp ra đây á, thì chỉ nhằm mục đích là cung cấp thông tin, hoàn toàn không phải là lời khuyên đầu tư.
Ok, so Chromia mang lại một hướng tiếp cận trong việc phát triển DApps khi nhắm đến những vấn đề của những hệ thống blockchain hiện tại. Thì C# tập trung vào những DApps phục vụ cho doanh nghiệp cần có cơ sở dữ liệu nhanh chóng và đáng tin cậy, đồng thời không phải trả phí quá cao cho mỗi giao dịch. Thì độ phát triển khá mạnh và đã có nhiều kinh nghiệm làm việc cùng nhau ở Chromaway từ năm 2014, và họ đã có những dự án thành công và được sử dụng bởi các tổ chức tài chính và chính phủ. Một điều đáng lo ngại là ban đầu dự án sẽ không phi tập trung do các nhà cung cấp được lựa chọn bởi Chromaway. Sau quá trình tiếp nhận thì sự phi tập trung mới bắt đầu được giới thiệu, và điều này ảnh hưởng khá nhiều đến sự lựa chọn nhà cung cấp nhằm hoàn toàn trong tay của Chromaway. Thì cũng cần phải nói thêm là Chromia đang phải cạnh tranh với rất nhiều đối thủ, thì có một đối thủ là bao gồm cả ông lớn là IBM, và sự thành công của dự án phụ thuộc nhiều vào tốc độ ra mắt, cũng như là quan trọng hơn cả là chất lượng sản phẩm, cộng thêm cả những đối tác sẵn sàng sử dụng chúng cho những lĩnh vực kinh doanh của mình. Thì dù vẫn đang trong giai đoạn khởi đầu, nhưng mà rõ ràng chúng ta có thể thấy được là C# là một nền tảng vững chắc để phát triển. Tuy nhiên cũng cần phải nhấn mạnh rằng là chúng ta phải chờ thêm những cập nhật tới và sản phẩm đến từ Chromia để đưa ra những nhận định và những nhận xét chính xác hơn. Và đến đây thì rất là cảm ơn anh em đã theo dõi hết video về Chromia của Coin68 TV. Thì nếu như anh em thấy video này hay và bổ ích thì hãy cho Coin68 TV một like và một subscribe. Và tất cả những thông tin mà như mình đã trao đổi trong video này mình đều đính kèm trong phần mô tả ở phía dưới video. Một lần nữa cảm ơn anh em, và xin hẹn gặp lại anh em vào những video tiếp theo của Coin68 TV.